Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của con gái vào tô nha. Các bạn nhìn trên hình ảnh đây là 110 phần cơm do chị Viên Hương và nhóm Phật tử của chùa Đại Bảo Trang Nghiêm đã chuẩn bị 110 phần cơm này để phát cho người vô gia cư hôm nay. Thì bản thân mình hôm nay mình cũng cảm thấy rất là may mắn được đi chung với lại chị Viên Hương và anh Đồng Vàng, ngoài ra còn tất cả những anh chị Phật tử khác nữa cũng đi chung với mình trong ngày hôm nay, đi tới cái khu của người vô gia cư ở và phát những cái phần cơm này cho người vô gia cư hôm nay. Thì cũng như mình cũng đã từng nói ở video trước á, thì nếu như mà mình đủ duyên á thì mình sẽ đi theo các anh chị tới phát cơm cho người vô gia cư. Nhưng mà mình không có phải quay video để mà tìm hiểu sâu về đời tư của những người vô gia cư ha. Thì mình cũng biết rồi, ai cũng có một cái hoàn cảnh và một cái lý do để mà có ngày hôm nay. Thì mình cũng biết họ cũng không có muốn như vậy, cho nên mình cũng không có muốn đi sâu về đời tư của họ. Điều quan trọng nhất là mình rất là thích quay những cái khoảnh khắc những cái anh chị chuẩn bị những cái phần cơm cho người vô gia cư. Đây là chị Viên Hương nè mọi người. Thôi cúp này đi. Mọi người ơi, đây là chị này, là chị Viên Hương nè mọi người. Chị này á, là chị nấu đồ ăn rất là ngon luôn á. Chị nấu đồ chay rất là ngon. Hôm nay là ngày gì mà mình cho mọi người vô gia cư ăn chay vậy chị? Tại mùa Phật đản. Cái tháng 5 là cái mùa Phật đản, cho nên mình cũng muốn gieo duyên cho mọi người, người ta thử ăn chay. Dù đó là chỉ có một phần trưa thôi, để cho bớt sát sanh. Tại vì 365 ngày họ là họ đã ăn mặn rồi, đúng không? Hôm nay mình gieo duyên thì hôm nay mình gieo duyên một cái phần trưa thôi, là cho ăn chay, có canh, có đồ kho, có đồ xào. Mà bữa cơm chay hôm nay rất là ngon luôn á, nó cũng đầy đủ đầy đủ rau luôn á, chứ không có phải là mình ăn chay mà mình ăn dở đâu ha. Ăn chay mà rất là ngon, đầy đủ, có nước uống, có súp rồi này chia đầy đủ, có bánh trái luôn, có bánh rau luôn. Chị đã thức từ sớm luôn á, và làm đồ ăn đồ rất là nhiều luôn á. Chị rất là giỏi luôn, hơn 100 phần mà có thể nấu. Không, nhưng mà mình cũng phải cảm ơn luôn quá. Trời ơi. Không, mình phải cảm ơn tất cả mấy anh chị đã phụ chị tới chùa Đại Bảo Trang Nghiêm để phụ mình tắt vợ. Đó. Rồi giúp mình ra cơm. Thành ra cái này là sẽ chia sẻ của tất cả mọi người. Và có những anh chị cũng đóng góp tiền đó, vô để mình đi chợ mình mua thức ăn mình nấu. Rồi, cảm ơn tất cả mọi người. Cảm ơn tất cả mọi người đã giúp cho những người vô gia cư có một bữa ăn thanh tịnh hôm nay ha. Đúng rồi đó. Cảm ơn người đi cơm đi chung á. Mọi người ơi, hôm nay chị Viên Hương nấu cái súp rất là ngon luôn, súp chay đầy đủ những cái chất dinh dưỡng luôn á. Rau củ cải rau thường củ thì thường thì những người hôm đó tới đây mà ăn cái súp này thì nó bổ dưỡng, nó ngon hơn á chị hay. Để cái này lâu á nó cũng không có bị hư nữa, chứ nó cũng không có bị giống như đóng mỡ rồi đó ha. Để lâu ăn rất là ngon luôn, là súp rất là ngon nè. Chị Viên Hương đã thức từ 6 giờ sáng cùng tất cả các chị em Phật tử đã nấu đồ ăn cho. Để em banh cái phần cơm của chị ra quay nha. Mọi người, đây là cái phần cơm mà chị em Phật tử ở chùa Đại Bảo Trang Nghiêm nấu cho người vô gia cư hôm nay á, rất là ngon luôn nè. Và có nước uống với lại chip nữa.
À, hôm nay chị nấu hơn 100 phần 110 phần cơm dành cho người vô gia cư. Có hôm nay luôn. Cơm, kho, canh, kho, và xào. Và xào nữa. Yeah. Đây, một phần cơm và một phần súp nữa nè. Nghe thấy không? Có nước uống nữa, có bánh nữa. Để cố trang lại cho an toàn cho mọi người. Tất cả mấy anh chị em đều phải mang tất cả những cái phần cơm này cho những người vô gia cư ở cái khu này nè các bạn. Khu này là một cái khu khác nữa. Hôm bữa mình đi tới một cái khu kia là nó khác, đi với lại cái nhóm của chị Mỹ Linh với lại anh Quay Lì là một cái nhóm khác. Còn ở đây là một cái khu khác nữa. Người vô gia cư ở đây rất là nhiều luôn á, đại ra khắp cả thành phố San Jose luôn á, rất là nhiều luôn á mọi người. Bây giờ mình sẽ đi tới cái khu này. Mọi người ơi, mọi người nhìn thấy ở đằng kia là một cái chiếc xe dành cho người vô gia cư tắm á, các bạn thấy không đó. Thì mình thì cũng không biết, nhưng mà hình như là mỗi tuần á, họ chạy cái chiếc xe này tới đây cho người vô gia cư tắm. Tại vì ở đây mấy người vô gia cư họ ở đây họ đâu có chỗ đâu mà tắm. Cho nên nó là mình thấy nhà nước có chiếc xe này tới cho người ta tắm cũng có lý ghê. Bây giờ mình tới mình coi. Nè các bạn, đây là cái chiếc xe mà có chỗ tắm, rửa, giặt đồ ở đây luôn á. Lần đầu tiên mình thấy cái chiếc xe mà tắm di động mọi người. Thank you.
chiếc xe đó, đưa cho mấy nó đó. Đó là những cái lời tâm sự nho nhỏ của chị Thiên Hương và chúng tôi xin hỏi. Đi phát đồ ăn cho người vô gia cư thì em rất là thích nhất là nấu những cái món ăn chay á. Tuy là em cũng biết đó là những người vô gia cư ở đây họ không có quen, nhưng mà hôm nay là cái ngày rất là đặc biệt, một giao duyên rất là tốt luôn á. Cho nên là em cũng thấy rất là vui hôm nay được tham gia chung với lại nhóm của chị Viên Hương trong chùa anh Đồng Vàng. Thiên với anh Đồng Vàng nữa. Em cảm thấy rất là vui luôn á. Cảm ơn tất cả các anh chị ha, đã tạo cho em một cái duyên lành để em có cơ hội để tham gia. Và nếu như có lần sau thì em cũng xin được tham gia chung với các anh chị ha. Dạ thôi, em không có gì hết. Em cảm ơn tất cả. Bảo Tịnh có cái YouTube mà tên là Con Gái Bà Tô. Cũng ra món ăn chay nữa em, và người đẹp này cũng ăn chay nữa nha, giỏi quá. Dạ, yeah, quá giỏi. Tại vì em cũng làm cái kênh YouTube tên là Con Gái Bà Tô thì để chia sẻ về những cái món chay đơn giản tại nhà thôi, chứ không có phải là dạy nấu ăn như chị. Với lại em thì em và bây giờ thì mình xin chào tạm biệt các bạn. Mình hẹn gặp lại các bạn ở video sau nha. Chúc cho các bạn có một ngày thật là nhiều niềm vui và may mắn, hạnh phúc bên gia đình. Xin chào và tạm biệt. Bye bye mọi người nha. Mọi người giữ gìn sức khỏe cho mọi người. Xin chào.